Lê Lộc thả thính bạn trai Diệu Nhi lộ liễu khiến Trấn Thành phải nhắc nhở. Mới đây xuất hiện trong tập chính của chương trình Nhanh Như Chớp Nhí với khách mời là hai diễn viên Anh Tú và Lê Lộc. Cả hai đã có cuộc chiến cực kỳ xuất sắc. Ngay từ khi mới xuất hiện trên sân khấu, nữ diễn viên Lê Lộc đã có màn thả thính ngọt ngào và lộ liễu với Anh Tú, bạn trai của Diệu Nhi. Bên cạnh sự thông minh thì độ lầy lội của cả hai đã mang đến nhiều niềm vui cho khán giả. Theo đó, ngay từ khi bước ra sân khấu, Anh Tú và Lê Lộc đã bị MC Trấn Thành gây chiến với câu nói giống như dắt mẹ đi khám bệnh vậy đó. Câu nói khiến con gái Lê Giang đáp lại và cho rằng sao lại kêu em là mẹ vậy. Sau đó cặp đôi khách mời đã có màn nhìn nhau thả thính rất tình cảm. Ngay lập tức Trấn Thành nhắc nhở nhẹ Lê Lộc, có chủ rồi, đừng có nhìn bằng ánh mắt đó. Câu nói khiến cả trường quay lẫn khách mời không khỏi bối rối và cười nức lên. Sau đó Anh Tú liền đáp trả rằng vì anh quá sợ đội trưởng nhà bên nên mới nhìn như vậy. Còn MC Trấn Thành thì đắc ý cười khoái chí, không để màn thả thính có kết cục không có hậu. Con gái Lê Giang tiếp tục nỗ lực thể hiện mình là một người kiến thức bao la và tự phán có một số kiến thức chưa kịp thông minh. Nhận thấy văn chương sặc mùi kỳ cục, MC Trấn Thành liền đối chất, một là cái đầu không thông minh, hai là kiến thức chưa cập nhật, văn chương em sao mà tổng quát quá vậy. Tuy nhiên sau màn thả thính, buổi đầu là cuộc xung đột giữa cặp đôi trong câu hỏi. Trong bài hát kia con bướm vàng, con bướm bay mấy vòng, bạn trai Diệu Nhi trả lời là tùy vào người hát, có thể là 500 vòng. Tuy nhiên đáp án cuối cùng của anh là con bướm bay 2-3 vòng. Đáp án chính xác này khiến Lê Lộc không hài lòng và trận đấu khẩu kịch tính đã xảy ra. Đón sinh nhật tuổi 29, Ngọc Trinh tự thưởng quà với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Từ trước đến nay, Ngọc Trinh được mọi người biết đến là một mỹ nhân đi theo hình ảnh quyến rũ và gợi cảm. Bên cạnh đó, cô còn được mệnh danh là nữ hoàng nội y khi thường xuyên có những khoảnh khắc gắn liền với bikini táo bạo. Thậm chí Ngọc Trinh và ekip còn nhiều lần chụp ảnh khoe thân gây sốt. Chẳng những thế, người đẹp gốc Trà Vinh còn khiến nhiều người choáng ngợp với cách cô chi tiền để mua sắm trang phục, phụ kiện và giày dép. Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, cô nàng đã đón sinh nhật tuổi 29 của mình. Và để mừng tuổi mới, Ngọc Trinh đã tận hưởng cho mình bằng cách tạo về nhiều món đồ mới. Đây hầu hết đều được cô mua từ chuyến đi Hàn Quốc và mua nhiều đến mức phải đóng thành từng thùng. Và mới đây, nữ hoàng nội y đã rất xúc động khi thấy bạn trai đã tự tay thực hiện cho mình một không gian tràn ngập màu hồng theo đúng màu mà cô yêu thích. Đây chính là một buổi tiệc mà người yêu dành tặng cho cô. Khi bước vào căn phòng này mình đã khóc, có lẽ anh biết dạo này mình thích màu hồng nên đã chịu khó làm cho mình một căn phòng hồng toàn tập. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn mình được thực sự vui vẻ và hạnh phúc nhất, điều mà mình chưa bao giờ có được trong 29 năm qua. Cảm ơn anh vì tất cả, một sinh nhật đáng nhớ và một ý nghĩa nhất, khiến mình vui và xúc động nhất, cô tâm sự. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!